Xin chào các thành viên của Đàm Tech, thì có lẽ là các bạn là những tín đồ công nghệ đúng không ạ? Và nếu như các bạn đang sở hữu trên tay mình một chiếc tablet hoặc là một chiếc điện thoại sử dụng hệ điều hành Android thì bất cứ bạn nào cũng rất mong muốn được thử nghiệm những cái phiên bản Android mới nhất. Đó là một thói quen. Và nếu như trong tay các bạn đang có một chiếc Nexus 5 hoặc đang có một chiếc Nexus 7 phiên bản 2013, nghĩa là phiên bản màn hình Full HD, thì hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái thao tác để nâng cấp cái firmware của chiếc Nexus 7 phiên bản 2013 này. Với một vài thao tác đơn giản mà ông tôi vẫn gọi đùa là chỉ với ba nốt nhạc để các bạn có thể nâng cấp và trải nghiệm được cái hệ điều hành Android L trên cái chiếc máy của chúng ta. Thì trên mặt bằng chung là khi các bạn tìm kiếm những thông tin về những bài hướng dẫn trên mạng thì nó khá phức tạp. Tuy nhiên chúng tôi sẽ làm đơn giản nhất có thể và ông tôi chuẩn bị đầy đủ tất cả những cái công cụ để các bạn có thể làm cái thao tác này với một cách đơn giản nhất. Đầu tiên là các bạn có thể check ở đây. Đây là máy chúng ta đang sử dụng hệ điều hành Android KitKat 4.4.4. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện những thao tác để nâng cấp nó lên. Đầu tiên các bạn hãy tắt nguồn ha. Sau khi các bạn đã tắt nguồn thì các bạn hãy nhấn vào giữ luôn nút volume down ở đây. Sau đó các bạn tiếp tục nhấn giữ nút power, giữ tổ phím này liên tiếp trong vòng từ 6 đến 8 giây cho đến khi chúng ta vào được chế độ fast boot. Thì khi các bạn đã vào được một cái giao diện màn hình có hình con robot màu xanh lá cây và có dòng lệnh fast boot màu đỏ ở đây, có nghĩa là các bạn đã vào chế độ fast boot thành công. Và bước tiếp theo để các bạn có thể tiến hành update firmware của chiếc máy Nexus 7 này lên phiên bản hệ điều hành Android L thì các bạn cần làm theo những bước sau. Đầu tiên các bạn hãy download cái file đính kèm Android L.zip ở phía dưới view clip này. Sau đó các bạn hãy giải nén nó ra. Các bạn sẽ có được một folder chứa đầy đủ tất cả những cái file cũng như là driver của chiếc máy này để các bạn có thể làm thao tác tương tự như trong cái view clip này. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn thao tác với lại chiếc Nexus 7 trên chiếc laptop của mình thì các bạn hãy vui lòng cài cái driver của USB dành cho thiết bị của Google vào trong chiếc laptop của các bạn. Và bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn một thao tác để các bạn có thể mở một cái cửa sổ command prompt trực tiếp vào trong cái folder mà các bạn đã vừa giải nén các file cần thiết ra. Các bạn hãy giữ tổ hợp phím, nút Shift và nhấn chuột phải vào trong một cái vùng trống của cửa sổ Windows Explorer ở đây. Chúng ta thấy được một cái lệnh tên là Open Command Window here. Và khi đó các bạn đã hoàn thành cái việc mở một cửa sổ command prompt trực tiếp vào trong cái folder chứa file cần thiết. Sau đó các bạn hãy gõ giùm tôi một lệnh là fastboot device để xem coi là máy chúng ta đã có driver chưa. Nếu như máy các bạn hiện ra một cái dòng ký tự bất kỳ bên cạnh cái chữ fastboot, có nghĩa là máy các bạn đã có driver. Nếu như máy không trả ra bất cứ kết quả gì thì các bạn bắt buộc phải quay về ước đầu tiên, có nghĩa là vào trong thư mục USB driver của chúng tôi để cài đặt cái driver này vào trong device manager. Bước tiếp theo, các bạn hãy kiểm tra cái trạng thái của boot order của chiếc máy của mình đã được unlock hay chưa. Thì trong trường hợp này các bạn thấy là dòng cuối cùng, các bạn thấy là lock state của chúng ta đang báo trạng thái là lock, có nghĩa là đang được khóa. Thì để các bạn tiến hành update firmware vào trong chiếc máy Nexus 7 thì các bạn phải unlock cái boot order của nó bằng lệnh như sau: fast boot OEM unlock và nhấn Enter. Và khi đó, sau khi các bạn nhấn Enter thì trên chiếc máy chúng ta sẽ có một cái giao diện tên là Unlock Boot Order với một dấu chấm hỏi. Thì các bạn lưu ý rằng ở trong cái giao diện Fastboot thì cái cảm ứng nó sẽ không hoạt động, vì vậy các bạn không không thể tắt được. Khi đó các bạn sẽ dùng nút lên xuống và nút Power để thực hiện lựa chọn của mình. Thì bây giờ tôi sẽ nhấn nút lên, chọn vào Yes. Và các bạn thấy đây nó có một cái thông báo là với cái việc unlock boot order này thì các bạn sẽ không còn được bảo hành nữa. Tuy nhiên các bạn không cần phải lo lắng quá nhiều, bởi vì sau khi chúng ta unlock cái boot order để cài đặt được firmware mới vào và sau đó các bạn vẫn có thể khóa lại được cái boot order này để có thể bảo hành. Như vậy các bạn không cần phải lo lắng ha. Như vậy tôi sẽ chọn một Z và nhấn nút nút Power để confirm. Và bây giờ sau khi các bạn thao tác này, các bạn nhìn trên cái máy nó báo là lock state chúng ta là unclock, như vậy là máy đã sẵn sàng để cập nhật firmware mới. Và trên màn hình cửa sổ command prompt nó cũng đã báo những cái dòng lệnh thành công, đúng không ạ? Finish, các bạn thấy đây là những cái dòng lệnh báo lệnh thành công của việc chúng ta đã unlock được cái boot order. Sau đó các bạn hãy gõ một lệnh tiếp theo rất là đơn giản thôi: flash trừ all chấm bash. Đây là cái lệnh mà Google đã làm sẵn để chúng ta,
có thể nâng cấp cái firmware một cách rất là dễ dàng. Việc cuối cùng là các bạn hãy chờ đợi trong vòng ít phút để chiếc máy tự động làm tất cả những thao tác cần thiết để cập nhật chiếc Nexus 7 của các bạn lên phiên bản Android L mới nhất. Rồi chúc mừng các bạn đã cài đặt thành công phiên bản Android L mới nhất vào trong chiếc máy Nexus 7 của mình. Thì bạn thấy là giao diện sử dụng của Android L rất là hấp dẫn, đặc biệt là cái phần thông báo, đúng không ạ? Nó được ghép giữa cái phần thông báo truyền thống với lại cái tùy chọn nhanh của chúng ta ở đây. Bên cạnh đó là cái chức năng chuyển đổi giữa các phần mềm cũng rất là ấn tượng. Rồi, như vậy là các bạn đã hoàn thành tất cả những cái thao tác cần thiết để nâng cấp cái firmware của chiếc Nexus 7 từ phiên bản 4.4.4 KitKat lên trên Android L. Và dĩ nhiên chúng ta sẽ còn một cái bước cuối cùng nữa, đó là bước lock lại cái bootloader. Thì các bạn hãy theo dõi ở phần sau của video clip này. Và lời cuối, xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý quan tâm theo dõi. Xin ân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sau bất kỳ một cái thao tác cập nhật firmware hoặc là trả ngược firmware về phiên bản cũ vân 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 thì Google luôn khuyến cáo người dùng là nên khóa lại cái bootloader. Thì các bạn cũng nhớ là trong quá trình mà chúng ta cập nhật firmware, chúng ta phải có một cái lệnh nghĩa là fastboot OEM unlock, có nghĩa là chúng ta sẽ unlock cái bootloader của chúng ta. Tuy nhiên sau khi các bạn đã hài lòng với lại bản ROM của mình thì các bạn nên làm một cái thao tác là khóa lại cái bootloader của mình. Bởi vì trong một số trường hợp thì nếu như các bạn đang bảo hành máy gì đó thì các bạn phải có được cái bootloader đã được khóa. Thì tôi xin hướng dẫn các bạn làm thao tác này, nghĩa là thao tác này xin nhắc lại là các bạn cần phải làm sau khi các bạn đã hoàn thành xong bất kỳ một cái thao tác cập nhật firmware nào đó thông qua fastboot. Cái đầu tiên các bạn giữ vào nút volume down, sau đó bấm và giữ luôn nút power, giữ từ hộp phím này trong vòng liên tiếp từ 6 đến 8 giây để chúng ta vào được trong cái bootloader của Nexus 7. Khi các bạn chọn vào được cái menu này, các bạn thấy một con robot màu xanh lá cây ngửa lên là các bạn đã vào thành công. Thì các bạn nhìn ở đây, cái trạng thái máy chúng ta là đang được unlock, nghĩa là bootloader chúng ta đang hoàn toàn mở để có thể nhận những cái firmware mới. Tuy nhiên bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn lock lại bootloader này để các bạn có thể đem bảo hành, và như vậy nó cũng sẽ an toàn hơn cho các bạn trong quá trình sử dụng. Cái thao tác lock lại cái bootloader nó còn đơn giản hơn rất là nhiều so với lại quá trình unlock. Thì các bạn cũng sẽ gõ một cái lệnh vào trong fastboot. Như vậy các bạn hãy vào cửa sổ command prompt ở đây. Sau đó chúng ta sẽ gõ lệnh là gì? Fastboot OEM lock là xong. Chú ý cái dòng báo thông báo của nó báo finish ở đây là xong. Và các bạn chú ý là sau khi chúng ta đã lock được cái firmware thì chúng ta thấy đây là lock state chúng ta đã được báo là lock. Như vậy chúng ta thành công rồi. Sau đó các bạn chỉ cần chọn vào nút volume ở đây, chọn vào chế độ power off là xong.